Xin chào quý anh chị. Hôm nay em Giang sẽ giới thiệu đến quý anh chị một ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển một trệt hai lầu ở phường Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nhà chúng ta là đường nhánh của đường DS051 phường Phú Mỹ. Nhà chúng ta là đường bê tông 4m, cách đường DS051 chỉ 60m thôi. Đường chúng ta bê tông 4m, xe ô tô ra vào rất là thuận tiện và thoải mái anh chị. Nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, nhà một trệt hai lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 2 phòng sinh hoạt chung, 1 phòng thờ, 1 sân thượng ở trên lầu 2 để chúng ta giặt phơi. Nhà chúng ta thì full nội thất. Sân trước thì có thể để được 2 chiếc ô tô anh chị. Nhà chúng ta được xây dựng với diện tích là ngang 5,5m, dài 25,18m. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp với mệnh khách hàng là Tây Tứ Trạch. Giá bán được của ngôi nhà này đang được chào bán với mức giá là 5 tỷ 600 triệu đồng, phần thương lượng và hỗ trợ vay tối đa cho quý anh chị. Khu vực tầng trệt chúng ta sẽ được thiết kế là phòng khách, tiếp theo là không gian bếp, cầu thang. Cuối nhà sẽ là một phòng ngủ tầng trệt dành cho ba mẹ và sân sau. Chúng ta có thể là giặt đồ và phơi ở khu vực sân sau ở tầng trệt hoặc là trên lầu 2 sân thượng. Phòng khách và bếp được bố trí rất là hợp lý. Nhà rất là rộng rãi và thoải mái. Nhà chúng ta là ngang 5,5m anh chị. Vị trí đây thì trung tâm Thủ Dầu Một, chúng ta di chuyển rất là thuận tiện ha. Cầu thang là sử dụng bằng tay vịn cổ và kính cường lực, rất là đẹp và thẩm mỹ. Sàn chúng ta lót là sàn gỗ. Đây là khu vực phòng ngủ tầng trệt dành cho ba mẹ lớn tuổi, được trang bị đầy đủ nội thất như hình anh chị. Chúng ta cùng tham quan cuối nhà. Cuối nhà là khu vực sân sau, nhà vệ sinh được đẩy cuối nhà tạo cảm giác riêng tư. Chủ nhà đã làm các khung sắt rất là kiên cố chắc chắn hết rồi. Chúng ta có thể là giặt đồ và phơi đồ ở cuối nhà đây hoặc là ở trên sân thượng trên lầu 2 anh chị nhé. Thì nhà bán tại khu vực thành phố Thủ Dầu Một, em Giang làm việc rất là nhiều. Quý anh chị chỉ cần có nhu cầu, em Giang sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu của anh chị. Hoặc là anh chị cần tư vấn về pháp lý bất động sản thì cũng có thể liên hệ em Giang. Em Giang sẽ tư vấn cho anh chị một cách nhanh nhất và tận tình, chính xác nhất. Ngôi nhà này đang được kêu bán với mức giá là 5 tỷ 600 triệu đồng, còn thương lượng và hỗ trợ vay cho quý anh chị mức tối đa. Trên lầu 1 chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và một khu vực phòng sinh hoạt chung. Đây là khu vực sinh hoạt chung, chúng ta có thể là để một cái bàn làm việc ở đây hoặc là phòng đọc sách. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình anh chị nhé. Rồi cầu thang lên bên phía tay phải đây là khu vực phòng ngủ thứ hai. Phòng đây rất là rộng rãi thoải mái, có nhà vệ sinh trong, được trang bị đầy đủ nội thất như hình, giường, tủ quần áo, chứ không có đồ điện tử là TV. Thưa quý anh chị, đây là khu vực tủ đồ. Tiếp theo là nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ. Thì chúng ta cùng di chuyển qua tham quan khu vực phòng ngủ thứ ba của nhà chúng ta. Phòng ngủ đây thì được thiết kế cũng rất là rộng rãi và thoải mái thưa quý anh chị. Có giường, tủ quần áo đầy đủ hết. Vị trí rất là trung tâm thuận tiện. Nhà chúng ta đường bê tông 4m, cách đường nhựa DS051 chỉ khoảng 60m thôi. Xe ô tô vào tới nhà rất là thuận tiện. Trong phòng ngủ đây thì nó rộng hơn, có cái bồn tắm anh chị. Thì chúng ta cùng di chuyển lên trên lầu 2. Lầu 2 thì sẽ có cũng có một phòng sinh hoạt chung và một phòng thờ và một sân thượng ở phía sau nhà trên lầu 2 để chúng ta có thể là giặt đồ và phơi đồ trên đây thì nó rộng rãi và thoải mái hơn. Hoặc là quý anh chị có thể là trồng thêm những cái cây kiểng, chậu lan gì đó tùy theo cái nhu cầu và cái sở thích của mình. Sân thượng ở trên lầu 2 ở đây cũng rất là rộng. Tiếp theo đây thì cũng là một cái phòng sinh hoạt chung ở đây. Thì chúng ta tùy theo cái nhu cầu của mình như thế nào thì sử dụng cho nó hợp lý anh chị nhé. Trước nhà ở trên lầu 2 đây thì sẽ là khu vực phòng thờ để thờ cúng ông bà. Rồi quý anh chị có nhu cầu xem nhà thì có thể liên hệ em Giang với số điện thoại đang hiển thị trên hình. Em Giang xin chân thành cảm ơn quý anh chị. Chúc quý anh chị tìm được một ngôi nhà thật là đẹp, thật là ưng ý và giá tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem video.